Xin chào tất cả các anh các chị, tôi đang có mặt tại số 81 Trần Nguyên Đán ở Định Công. Hiện giờ tôi đang chuẩn bị tôi thực hiện vệ sinh cái căn biệt thự ở đây. Bây giờ tôi cho mọi người cùng xem nhé. Đây, đây nhà khoa Thanh Tùng này, số 81 Trần Nguyên Đán này, Định Công này. Đấy, căn biệt thự đây. Giờ cùng vào để cho tôi xem, cho mọi người xem. Chúng tôi đang chuẩn bị thực hiện vệ sinh ở đây. Rồi. Nha, bây giờ đây là toàn bộ những cái khu mà chưa được vệ sinh nha. Vâng vâng, em đang live stream đây nhá. Đây khu vực này là khu vực nhà vệ sinh này. Đây khu vực nhà vệ sinh đây, đang còn rất bẩn đấy nhá. Cần hai thang hả chị? Hai thang đi, vào hết rồi. Hai chất ở đâu em ơi? Người ta đòi rồi. Cái ca nói chất đấy. Người ta vừa đòi lên rồi. À đòi đấy gì? À đòi thì lấy cho em cái này. Đây là cầu thang nha anh em nhé. Đây là cầu thang. Đây, cầu thang nhá. Giờ rất nhiều cấn nhá, rất nhiều cấn bẩn bụi nhá. Đây là sàn tầng 2, là sàn nhựa nhá, gỗ nhựa nhá. Giả gỗ, đây là giả gỗ bằng nhựa, gọi là cái miếng đấy thôi. Đây, tường thì tường được dán bằng anomi này. Anomi này tí nữa chúng tôi sẽ nổ toàn bộ cái tư bóng ở trên cái tấm anomi này. Đó, ở đây thì là nằm nha khoa. Đây, những đồ nha khoa đây. Bụi bặm đang rất nhiều này. Bụi ở cái mặt đá này qua cắt đây nhiều đó. Đây nha. Đấy, sàn nhựa này, sàn nhựa này. Cửa đây, cửa gỗ cũ này đây, dính rất nhiều sơn, cửa keo đang dán đây, rất nhiều sơn, nhiều bụi, nhiều keo.
đồ đạc nha. Đây cửa kính đây. Cửa kính này này. Tỉ mạnh vào đây, đang bị ẩm ẩm đây. Trắng cả tay đây. Đây là nhà vệ sinh nhá. Nhà vệ sinh này. Bây giờ tôi sẽ đưa mọi người lên tầng 3 này. Đây là cầu thang tầng 3 này. Rồi là các chị thì chào khán giả cái. Chào mọi người cái. Chào khán giả. Rồi. Đây hai chị đang nằm nhà vệ sinh nhá. Đây. Các chị đang nằm cửa này. Đây, cửa chưa được ấy này, chưa được bóc này. Đấy, sau khi bọn tôi làm xong thì tôi sẽ quay lại toàn bộ cái không gian nhà này cho mọi người xem. Vâng, kết thúc một ngày làm việc ấy thì tôi lại có mặt tại khu nhà ở. Thì hôm nay thì tôi cũng định quay lại cái video mà tôi đã làm sạch toàn bộ cái căn biệt thự đấy. Nhưng mà vì là lý do là tôi bận công việc ở nơi khác cho nên là tôi đã không về kịp để tiến hành quay cho mọi người xem. Thì rất xin lỗi mọi người là cái video này, là cái phần tiếp theo của cái đoạn video này là tôi đã không quay được. Thì bây giờ cũng hơn 5 giờ rồi. Thì tôi xin phép kết thúc video ở đây. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Mọi người nhớ like và share giúp mình. Và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.